À, qua ngày mới, Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. À, tiếp tục cuốn video hôm nay. À, hôm nay Thanh Phú đang có mặt tại huyện Phù Mỹ của tỉnh Bình Định. Thì lại thêm xuất hiện một vườn cây bonsai, cũng khá nhiều tác phẩm cây bonsai. Ở trong đó thì cũng có một số tác phẩm quý, tác phẩm đẹp và hàng xe kích lớn. Và đặc biệt khu vườn này cũng khá là rộng lớn. À, trong đó thì cũng có nhiều size cũng như nhiều kích cỡ và cũng nhiều chủng loại quý vị. Và đây là vườn cây bonsai của em Vương. Một khu vườn cũng khá là rộng quý vị. À, trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em. Thì trước khi đi vào chi tiết những tác phẩm cây bonsai, Thành phố cũng xin phép để lướt qua khu vườn để gửi đến anh chị em cùng xem, cùng ngắm. Và sau đây Thành phố kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai đẹp. Thì bước vào bên trong khu vườn, một tác phẩm đầu tiên ở trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em, đây là một tác phẩm me. Và sau đây Thanh Phú chia sẻ về tác phẩm me này, bởi vì Thanh Phú thấy me này nó khá là độc đáo quý vị, về cốt cách cũng như về phom tán. Nếu quý vị cùng anh chị em cùng đam mê cùng chơi bonsai, chắc có lẽ là chưa nhìn qua thấy được một tác phẩm me có một cái bộ phom như thế. Và Thanh Phú đang tiến lại gần để mời anh chị em mình cùng xem về phần bệ, phần cốt. Đây là cũng hàng xây kích lớn. Cũng có thể nói là cái bộ tán như thế này, về kích thước của bộ tán này là trên 4 mét đó quý vị. Một cái bộ phom tán của một tác phẩm me này cũng khá là độc. Và nơi đây, khu vườn của em Vương, xét thấy Thanh Phú có xem qua thì cũng rất nhiều chủng loại bonsai. Đặc biệt là cũng có nhiều xây cũng như nhiều kích cỡ. Một khu vườn cũng khá là rộng lớn. Và chắc có lẽ là Thanh Phú chia sẻ cũng như chi tiết một vài tác phẩm của khu vườn, vì thời lượng không cho phép quá dài, mà khu vườn thì có quá nhiều tác phẩm cây bonsai. Rồi, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng theo dõi hết cuốn video này. Và trước màn hình, một tác phẩm dúi, còn gọi là Hoàng Anh Mộc, cũng là hàng xây kích lớn. Và nơi đây, em Vương cũng có một số tác phẩm rất là chuẩn bonsai, cũng hàng xây đại, xây to. Anh chị em mình cùng đón xem cũng như cùng theo dõi. Rồi, và sau đây Thanh Phú tiến lại gần để mời anh chị em mình cùng ngắm.
một tác phẩm dúi này có một cái bầu đế cũng như phần thân cũng rất là quái, quý vị. Về bên trên cũng như về cốt cán chi râm, một tác phẩm dúi này cũng khá là hoàn thiện rồi quý vị. Đặc biệt nơi đây Thanh Phú thấy có rất nhiều tác phẩm hải châu. Hải châu thì mùa này vẫn liên tục cho trái đó quý vị. Tác phẩm dúi này cũng khá là duyên dáng quý vị. Vừa qua Thanh Phú đã lùi máy xa, có thể là anh chị em mình cùng xem được tổng bóng hai mặt. Và Thanh Phú mời anh chị em mình cùng xem những tác phẩm tiếp theo tại nơi đây, vườn của em Phương ở Phù Mỹ, Bình Định. Thì một khu vườn của em Vương cũng mới thành lập đây thôi, nhưng mà sự đam mê cũng như về siêu tầm những cây bonsai cũng khá là nhiều quý vị. Tác phẩm dúi này thì em mới vừa vặt lá. Sắp tới thì sẽ đi vào chế độ dặn râm. Một tác phẩm hoàng anh mộc, một tác phẩm dúi. Đây là em cũng có chuẩn bị một cái bộ chậu để vào tác phẩm dúi. Vừa qua Thanh Phú chia sẻ một cái bộ chậu rất đẹp. Sắp tới thì tác phẩm này hoàn thiện, Thanh Phú lại đến chia sẻ để anh chị em mình cùng ngắm. Và trước màn hình quý vị cùng anh chị em, đây là một tác phẩm ngâu, một cây ngâu dáng độ cũng khá là to quý vị. Về tổng bóng cũng như phôm tán tay cành, mời anh chị em mình cùng xem một cái tác phẩm ngâu có một cái bệ đế đẹp. Có một cái cần độ phải nói là rất là duyên dáng. Như một cái dòng chảy quý vị. Rất tuyệt vời.
và cũng có thể nói là một tác phẩm Hải Châu. Trước màn hình quý vị cùng anh chị em. Rất bất ngờ Thanh Phú đến vườn của em Vương có quá nhiều tác phẩm cây bonsai đẹp, những tác phẩm bonsai quý quý vị. Và tác phẩm này cũng hàng xây kích lớn. Đẹp quá. Thành Phú sẽ đi hai mặt để anh chị em mình cùng xem tổng thể những tác phẩm như này thì nó quá thuộc rồi quý vị. Anh chị em mình có thể là chiêm ngắm. Thật là tuyệt vời không quý vị, một tác phẩm Hải Châu. Và Thanh Phú mời anh chị em mình cùng xem một tác phẩm dúi. Một tác phẩm dúi này y như một con cóc quý vị, con cóc vàng. Được vào một cái bộ chậu rất là thích hợp. Anh chị em mình cùng xem cái phần cốt. Để anh chị em mình xem giống cái con cóc vàng. Cũng có thể nói là tác phẩm này khá là đẹp quý vị. Về phía bên này, anh chị em mình cũng có thể xem được giống y như một cái cụ cóc đang ngồi quý vị. Thì tác phẩm này Thanh Phú thấy có cái dàn râm cũng như dàn cán cũng khá là ổn định rồi quý vị. Cũng là tương đối. Đâu đó thì mùa Hải Châu vẫn còn trái trên cây, đặc biệt trái Hải Châu rất đẹp quý vị, lâu tàn. Và tiện thể Thanh Phú chia sẻ anh chị em mình một đôi Hải Châu hàng xây kích lớn. Và đôi Hải Châu này còn đang tạo tác cái phần bông tán bên trên. Những tác phẩm như này mà sau này nó thành thuộc cây. Tuyệt vời quý vị. Hải Châu mà xây kích lớn thì phần đa phần là hiếm. Đây quý vị.
và một tác phẩm hải châu đang trái kín cây, một cái dáng rất là tiện trang trí, phải nói là tiện trang trí quý vị. Một cái cành, một cái thân bay và tạo những cái bông tán bên trên. Còn nói về trái, quá tuyệt vời quý vị. Và có những tác phẩm hải châu hàng xây kích tầm nhỏ hơn. Những tác phẩm mà mang những cái dáng đổ thiên nhiên, do thiên nhiên ban tặng quý vị. Và tác phẩm hải châu trước màn hình quý vị cùng anh chị em cũng khá là đặc sắc vì xây kích lớn, có một cái bộ cốt, một cái cành đổ về thiên nhiên. Được vào một cái chậu ngựa kéo xe. Cũng có thể nói là những tác phẩm này rất là quý quý vị. Anh chị em mình xem cái bộ trái. Về phần cốt. Và nơi đây cũng có một số tác phẩm hải châu theo kiểu xây đài dáng bay, cũng khá là thích hợp cho những cái không gian. Đây là một tác phẩm hải châu và tác phẩm lộc vừng đang buông hoa quý vị. Anh chị em mình đừng rời màn hình. Thành Phú chia sẻ hướng bên này, sau đó tiếp tục để gửi đến anh chị em những tác phẩm ấy. Và có những tác phẩm si Thành Phú ghé qua. Ở nơi đây thì em còn đang tạo tác và xây dựng. Đấy là một cái kiểu như một cái cổng làng, một cái đình làng hay là một cái cổng tháp. Sắp tới thì tác phẩm ấy hoàn thiện, Thành Phú lại chia sẻ để giới thiệu anh chị em mình cùng xem. Và tiếp sau đây thì Thành Phú chia sẻ một số tác phẩm như cốc, khế. Tác phẩm cốc có bộ cốt, còn đang xây dựng bên trên. Vì vừa qua thì tác phẩm này cho trái rất là nhiều thì nhà vườn quyết định thu gọn đó quý vị. Thì anh chị em mình chơi bonsai, nếu là chủng loại cốc thì nên khi không để quả quá nhiều mình sẽ thu gọn. Cực kỳ là duyên dáng, rất là đẹp. Xa xa Thành Phú thấy có những tác phẩm mai tứ quý đó quý vị, rất là đẹp. Và tiếp theo, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng ngắm một tác phẩm dúi, một tác phẩm hoàng anh mộc quý vị. Bộ cốt cực quái.
và được xây dựng tạo tác những cái chi cành bông tán bên trên. Và sắp tới tác phẩm này sẽ vào một chiếc chậu khá là phù hợp, rất là đẹp cho tác phẩm. Rất là quái, phải nói là cực quái quý vị. Đây một chiếc chậu khá là bắt mắt để vào một tác phẩm dúi trước màn hình quý vị cùng anh chị em. Một cái sự nổi bật, nổi trội được vào một cái chiếc chậu như thế này. Và tiếp theo để liên tục chương trình, Thanh Phú mời anh chị em mình xem một tác phẩm si cực kỳ là to quý vị. Nhà vườn còn đang xây dựng. Về chậu, về cây được phối đá một cây si giáng long đang được tạo tác và xây dựng rất là to. Và Thanh Phú mời anh chị em mình cùng xem tổng thể. Đây là quá trình còn nuôi. Thanh Phú chỉ lướt sơ để anh chị em mình xem được tổng bóng. Bộ chậu quá đẹp quý vị. Một xây kích rất là lớn. Một khu vườn của em Vương. Để đi sâu vào bên trong xét thấy, em chơi cũng khá là đa dạng quý vị, từ các vùng miền kể cả là Nam Trung Bắc, rất là đa dạng. Đặc biệt là có những chủng loại như những cây si rất là to. Và có rất rất nhiều quý vị, rất nhiều tác phẩm hàng xây lớn còn đang xây dựng. Tiện thể Thanh Phú giới thiệu gửi đến anh chị em một tác phẩm cây trắc. Tác phẩm này đang cho hoa kín cây quý vị. Một tác phẩm trắc khá là lớn mà anh chị em cùng chơi bonsai dòng trắc thì có những cái phần lụa rất đẹp được tạo tác và xây dựng bên trên. Tác phẩm này khá là lớn quý vị. Và để tiếp theo một tác phẩm hái châu hàng xây kích lớn quý vị, được vào một cái bộ chậu rất đẹp mắt. Mùa này thì tất cả các nhà vườn có những tác phẩm hái châu đang chơi dòng trái đó quý vị, nên anh chị em mình xem những cái phôm tán nó rất là tùm. Sau đợt hoa trái này tất cả các nhà vườn đều làm gọn lại, bởi vì có những tác phẩm nó đi vào nề nếp, nhưng mà khi mình chơi hoa trái đó quý vị, tác phẩm này Thanh Phú thấy nó đang còn cho hoa và trái rất là nhiều trên cây. Một tác phẩm hai châu hàng xây kích lớn.
tác phẩm này gồm có hai thân, xây rất là lớn quý vị. Bộ lá rất là đẹp. Về cái bộ chậu quý vị, rất là bắt mắt. Tác phẩm này có một cái bộ bề rất là to. Bộ chậu đẹp quá. Và tác phẩm Lộc Vân đang buông hoa, rất là lớn cây quý vị. Nếu mà nói về Lộc Vân, mình trang trí những cái không gian, một khu vườn lớn hay là một cái căn nhà rộng, ngôi vườn, rất là thích hợp quý vị. Bông hoa đẹp quá quý vị. Thì vừa qua Thanh Phú chia sẻ trên cú video này một khu vườn của em Vương có địa chỉ là huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sắp tới khu vườn này em còn rất nhiều tác phẩm cây bonsai. Thanh Phú sẽ hứa hẹn lại quý vị cùng anh chị em những tập tiếp theo tại nơi đây. Và thời lượng thì cũng khá dài, Thanh Phú xin phép để kết thúc dừng cuốn video này lại. Và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.